Chào mừng các em đến với tiết học toán ngày hôm nay. Tiết toán vừa rồi các em đã được học quy tắc và công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em hình thành quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương qua bài Thể tích hình lập phương, bài 115, trang 122. Chúng ta cùng xem sau bài học này, các em cần đạt được những nội dung gì các em nhé. Các em ạ, sau bài học này, các em cần nắm được những nội dung quan trọng sau. Tìm ra được cách tính và công thức tính thể tích hình lập phương, biết vận dụng công thức để giải một số bài tập có liên quan. Bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu để tính thể tích hình lập phương thì chúng ta làm như thế nào nhé? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ sau. Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3 cm. Chúng ta có hình lập phương như thế này các em. Các số đo các cạnh của nó là 3 cm. Thì cách tìm ra công thức tính thể tích hình lập phương cũng giống như cách mà chúng ta tìm ra cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Đầu tiên, ta cũng xếp các khối hình lập phương có thể tích 1 cm khối vào hình lập phương có cạnh 3 cm này. Xếp được bao nhiêu hình lập phương có thể tích là 1 cm khối, có nghĩa là thể tích của hình lập phương là bấy nhiêu cm khối đó các em. Bây giờ, với số đo các cạnh là 3 cm và 3 cm, theo các em, để xếp lớp đầu tiên, chúng ta cần bao nhiêu hình lập phương? Khá là đơn giản. Chúng ta có thể đặt phép tính một lớp có số hình lập phương 1 cm khối là ta sẽ lấy 3 nhân với 3. Ta được 9 cm khối. Nào, chúng ta cùng xem tính toán của chúng ta có chính xác không nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Đúng rồi, như vậy cách tính toán của chúng ta đã chính xác rồi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xếp tiếp xem được bao nhiêu lớp. Với độ cao là 3 cm, thì theo các em, chúng ta sẽ xếp được bao nhiêu lớp nào? Đương nhiên là 3 lớp rồi. Chúng ta cùng xếp xem nhé. 1 này, 2 này và 3. Vậy số hình lập phương ở 3 lớp là 9 x 3 sẽ bằng 27 cm khối. Dựa vào cách xếp hình này, chúng ta đã biết được có bao nhiêu hình rồi. Vậy các em có thể đưa ra một phép tính để tính thể tích của hình lập phương không? Cô nghĩ các bạn đã nghĩ ra được rồi đấy. Nào, chúng ta cùng xem suy nghĩ của các em có giống với cách tính trong bài này không nhé. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm là 3 x 3 x 3, ta được kết quả là 27 cm khối. Các em hãy nhớ lại cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Chúng ta làm như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng, rồi nhân với số đo chiều cao. Trong bài giới thiệu về hình hộp chữ nhật và hình lập phương trước đây, các em đã biết được hình lập phương chính là một hình hộp chữ nhật đặc biệt khi mà chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó bằng nhau. Thế thì cách tính thể tích của hình lập phương cũng giống như cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật đặc biệt khi mà chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó bằng nhau. Vậy bạn nào có thể nêu được cách tính thể tích của hình lập phương không? Cô nghĩ các bạn đã nêu được rồi đấy. Nào chúng ta cùng xem suy nghĩ của các em có đúng không nhé? Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh. Công thức của nó sẽ là V bằng A nhân A nhân A. Trong đó, V là thể tích, A là cạnh của hình lập phương. Đây là nội dung quan trọng nhất của bài học ngày hôm nay đấy. Bây giờ các em hãy đọc lại nó một lần và ghi nhớ nó nhé. Nếu như các em đã ghi nhớ rồi,
thì các em hãy vận dụng để giải các bài tập trong phiếu bài tập các em nhé. Cô chào các em.